Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng bí thư Tô Lâm đối mặt nhiều thách thức. Ngày 16 tháng 9, blog Trần Đông A trên VOA Tiếng Việt bình luận những cái khó của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi qua Mỹ. Tác giả nhận xét, ông Tô Lâm đến Hoa Kỳ sau nạn hồng thủy hiện vẫn đang tàn phá Việt Nam. Cơn bão kinh hoàng ấy để lại những sang chấn thật nặng nề. Tuy nhiên, cơn bão Gia Kỳ của lòng người vẫn còn ở phía trước. Và đây là hình bài trên blog Trần Đông A VOA. Tác giả cho rằng Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội nghị thượng đỉnh tương lai Liên Hiệp Quốc và phát triển tại buổi thảo luận cấp cao của khóa họp 79 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc là để đúc kết kinh nghiệm đảm bảo cho quốc gia, dân tộc vượt qua những khó khăn về kinh tế, xã hội và môi trường có thể còn lớn hơn trong tương lai. Tác giả cho biết Khó khăn đầu tiên, ông Tô Lâm phải đối mặt là buổi đối thoại chính sách tại Đại học Columbia do giáo sư Nguyễn Thị Liên Hằng, giám đốc Viện Đông Á Weatherhead điều phối. Buổi đối thoại nằm trong chương trình chính thức của ông Tô Lâm để tạo sự đột phá và thay đổi về tư duy, tăng cường cam kết và hành động. Theo tác giả, thách thức thứ hai cũng cản trở không kém, đó là vụ tấn công vào Đại học Fulbright Việt Nam dù Bộ Quốc phòng đã cho hạ một video trường đại học Fulbright không để cách mạng màu, đổi màu giáo dục trên YouTube. Tuy nhiên, trang tre làng blog.com vẫn cho chạy tiếp bài Vì sao đại học Fulbright bị chỉ trích tẩy chay Với câu hỏi, liệu Fulbright có thật sự là một công cụ của Washington nhằm thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam hay không? Và đây là hình tổng bí thư, chủ tịch nước, Tô Lâm. Vẫn theo tác giả, khó khăn thứ ba là làn sóng bắt bớ và cầm tù các nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước vẫn tiếp tục với cường độ cao. Ngày 10 tháng 9, Hà Nội tuyên án 6 năm tù giam đối với ông Hoàng Tùng Thiện, người đồng sáng lập Đảng Đoàn Việt Nam và kêu gọi đa đảng chính trị, 7 năm tù giam đối với nhà báo độc lập, blogger Nguyễn Vũ Bình về tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117, khó khăn thứ tư, tác giả cho hay tại phiên họp lần thứ 57 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc diễn ra từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 9, đại diện của Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Châu Âu đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Cuối cùng, cái khó thứ năm tác giả cũng cho biết là đánh giá chung của giới chuyên gia về ban giao việc Mỹ không thật khả quan. Tác giả đề cập đến việc website của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng trong những ngày này lại lăn xê những dòng trạng thái quen thuộc về cách mạng màu do các thế lực thù địch sử dụng để lại hậu quả vô cùng nặng nề về chính trị, kinh tế và xã hội. Đồng thời cảnh báo Việt Nam phải cảnh giác cao trước các thủ đoạn này. Ông Tô Lâm hội kiến Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 19 tháng 8. Tác giả đánh giá đây có thể xem như những lời nhắc nhở của Bắc Kinh đối với Việt Nam rằng cần tăng cường trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về chống can thiệp chống ly khai, phòng chống cách mạng màu, cùng nhau bảo vệ an ninh chính trị và an ninh chế độ. Tác giả nhấn mạnh giữa các hiệu ứng của những bàn tay vô hình đối với mối ban giao Việt Mỹ không thể không tính đến tam vị nhất thể, thiên thời, địa lợi, nhân hòa vào kỷ nguyên tới. Trong bối cảnh quốc tế đang biến động, đặc biệt với sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc, Việt Nam có thể tận dụng sự quan tâm chiến lược của Mỹ và các đồng minh trong khu vực Indo-Pacific để củng cố quan hệ song phương và đa phương. Tác giả nêu vấn đề liệu có thể kỳ vọng rằng chuyến thăm của ông Tô Lâm đến Hoa Kỳ lần này sẽ mở ra những bước tiến mới trong ban giao hai nước, giúp quá giải những mối quan hệ phức tạp và tạo dựng thêm nền tảng vững chắc cho hợp tác tương lai hay không. Việt Nam có đang ở trong thế ngư ông đắc lợi ở Biển Đông. Ngày 15 tháng 9, BBC tiếng Việt bình luận vì sao Trung Quốc hung hăng với Philippines nhưng không gây hấn với Việt Nam. BBC cho biết, trong khi tranh chấp hàng hải kéo dài giữa Trung Quốc và Philippines leo thang đáng kể trong những tháng gần đây với hàng loạt vụ va chạm tạo trên nhiều khu trục ở Biển Đông, thì chưa có ghi nhận nào về việc Bắc Kinh cản trở hoạt động bồi đắp của Hà Nội tại quần đảo Trường Sa. Và đây là hình bài trên BBC. Cụ thể, chỉ trong 2 tuần cuối tháng 8 năm 2024, đã có ít nhất 3 lần tàu Trung Quốc va chạm với tàu Philippines. Cả hai bên đều cáo buộc bên kia cố tình đâm vào tàu mình. BBC đề cập đến các vụ va chạm gần bãi cạn Sabin thuộc quần đảo Trường Sa, điểm nóng mới sau bãi cỏ mây và bãi cạn Scarborough giữa các tàu của Trung Quốc và Philippines vào các ngày 19 và ngày 25 tháng 8. BBC cũng cho biết trong khi đó việt nam âm thầm đẩy nhanh quá trình bồi đắp đảo trên một số rạn san hô đang tranh chấp ở biển đông với tiền đồn lớn nhất là bãi thuyền chài mà cả philippines malaysia và trung quốc đều tuyên bố chủ quyền bbc lưu ý không có hoạt động gây cản trở của trung quốc đối với việt nam một động thái phản đối hiếm hoi gần đây của trung quốc với việt nam về vấn đề biển đông là khi Hà Nội nộp đệ trình ranh giới thêm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý ở khu vực giữa Biển Đông lên Liên Hiệp Quốc hồi tháng 7 năm 2024. BBC dẫn nhận xét của nhà phân tích địa chính trị Don McLean Gill từ Philippines cho rằng Việt Nam có mối quan hệ sâu sắc và rất thận trọng với Trung Quốc khi hai bên không can thiệp vào hệ thống chính trị của nhau vì số lượng các đảng cộng sản trên thế giới hiện nay ít hơn nhiều so với khi chiến tranh lạnh kết thúc. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng gửi những tín hiệu ôn hòa hơn tới Bắc Kinh, ông Kiều đánh giá. Một lý do khác được nhắc đến là vì Việt Nam cũng khéo léo cân bằng mối quan hệ với Bắc Kinh trong tình hình thế giới phức tạp hiện nay đang dần hình thành phe phái. BBC dẫn ý kiến của Thạc sĩ Hoàng Việt từ Sài Gòn cho rằng, Trung Quốc cũng muốn giữ hình ảnh với Việt Nam khi đang cạnh tranh ảnh hưởng quyết liệt với Mỹ. Và đây là hình hai tàu Trung Quốc và Philippines đụng mặt. Dưới góc nhìn cá nhân, ông Việt nhấn mạnh rằng hoạt động bồi đắp đảo của Việt Nam đã diễn ra từ lâu và chỉ bồi đắp trên những thực thể mà Việt Nam đã chiếm giữ từ trước, trong khi Trung Quốc mới là bên bồi đắp nhiều nhất và còn quân sự hóa các thực thể đó. BBC nhấn mạnh, trong khi Việt Nam theo đuổi chiến lược ngoại giao không liên kết và không có bất kỳ hiệp ước liên minh nào thì nền kinh tế và ngoại giao của Philippines vẫn biến động mạnh trong những năm qua. Có thể thấy, trái với người tiền nhiệm Rodrigo Duterte, giữ chức từ năm 2016 đến năm 2022, được xem là thân Trung Quốc. Tổng thống đương nhiệm Ferdinand Marcos cho thấy cách tiếp cận khác biệt rõ rệt. Kể từ khi ông Marcos nhậm chức vào tháng 6 năm 2022, ông đã đảo ngược chính sách của người tiền nhiệm bằng cách đổi sang giải quyết vấn đề một cách trực diện. Theo BBC, trong khói ASEAN, Philippines là nước cứng rắn nhất đối với Trung Quốc liên quan đến vấn đề Biển Đông và cũng đang thắt chặt quan hệ đồng minh với Mỹ, trong khi Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh quyền lực gay gắt ở Tây Thái Bình Dương. BBC dẫn bình luận của tiến sĩ Storey rằng Trung Quốc đã quá bận rộn với Philippines và không muốn gây ra một cuộc tranh chấp khác. Tuy nhiên, ông cho rằng Điều đó không có nghĩa là Hà Nội thoát khỏi chiến thuật vùng xám của Trung Quốc. Với hình thức sử dụng các lực lượng phi chính quy, chứ không phải lực lượng vũ trang trực tiếp với quy mô lớn, Trung Quốc không để xung đột vượt ngưỡng thành chiến tranh nóng hoặc tiệm cận chiến tranh, cách mà họ đã sử dụng ngày càng nhiều trong những năm qua. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Việt Nam có đang ở trong thế ngư ông đắc lợi ở Biển Đông? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.